Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, niềm hạnh phúc hay bất hạnh của con người không phụ thuộc vào số tiền họ có. Nếu số dư trong tài khoản tiết kiệm của bạn là thước đo hạnh phúc thì mọi việc đơn giản biết mấy. Tuy nhiên thực tế thì không chỉ có vậy. Khi ta có ít tiền, ta cứ nghĩ chỉ cần có thêm nhiều của cải thì ta sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng nhà giàu cũng khóc, có khi nằm trên bạc vàng nhung lụa nhưng chỉ ao ước một đời bình an giản dị. Vậy nên, ở mỗi hoàn cảnh, mỗi địa vị trong xã hội, cảm giác hạnh phúc sẽ lại là khác nhau. 12 lời khuyên quý giá sau đây đến từ Thiền sư Sawaki của Nhật Bản sẽ giúp bạn lãnh ngộ thêm rất nhiều giá trị đến từ hai chữ hạnh phúc. Gửi người bắt đầu biết suy ngẫm về cuộc đời. Ở một số nơi trên thế giới, các cỗ xe thường do các chú chó to lớn kéo. Bác giả X treo một miếng thịt trước mũi chó và chú chó chạy như điên theo miếng thịt. Nhưng dĩ nhiên là chú không bao giờ với tới. Chú chỉ được vứt cho miếng thịt khi cỗ xe đã về tới đích. Rồi chỉ trong một tích tắc, chú nuốt chửng miếng thịt xuống cổ họng. Người đi làm với đồng lương cũng y hệt như thế. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, họ cũng chạy theo đồng lương treo trước mũi. Một khi đã lĩnh lương, họ cũng sẽ ngốn nó và lại sẵn sàng chạy tiếp theo kỳ lương tới. Không ai có thể thấy xa hơn đầu mũi của mình. Câu hỏi là, tại sao bạn lại phải khốn khổ như thế? Thứ hai, gửi người không thể nào dừng lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Bạn không thể nào đổi bất cứ thứ gì với người khác. Mỗi và mọi người phải sống cuộc đời riêng của mình. Đừng phí thời gian suy xét xem ai là người tài giỏi nhất. Mắt không nói, chúng tôi thấp hơn nhưng thấy nhiều hơn. Chân mày không trả lời, đúng, chúng tôi không thấy gì nhưng chúng tôi ở cao hơn. Mũi không thể thay mắt và miệng không thể thay cho tai. Thứ ba, gửi người đã hoàn toàn mệt mỏi trong việc đấu tranh với người khác. Vấn đề không phải ai là người đúng. Đơn giản là các bạn nhìn sự việc theo quan niệm khác nhau. Khi bạn bắt đầu nói tôi, mọi thứ theo sau đều là ảo tưởng. Thứ tư, gửi người nghĩ làm giống với người khác là có lợi. Bạn luôn bám theo người khác, nếu họ ăn khoai chiên, bạn cũng đòi ăn khoai chiên. Nếu ai đó ăn kẹo, bạn cũng muốn ngậm kẹo. Nếu ai đó thổi còi, bạn cũng kêu đòi, mẹ ơi, mua cho con cái còi. Và điều đó không chỉ xảy ra đối với con trẻ. Khi mùa xuân tới, bạn quay cuồng theo mùa xuân. Khi thu đến, bạn lại chạy theo mùa thu. Ai cũng chờ đợi thứ gì đó để chạy đuổi theo. Có người còn kiếm sống được nhờ sự chạy đuổi theo đó. Họ làm nghề quảng cáo. Với từng cá nhân, chúng ta còn chịu đựng nổi. Nhưng khi họ lập thành nhóm, họ bắt đầu trở nên quái dị. Họ bị rơi vào sự ngu ngốc của nhóm, của bầy đàn. Khi sống trong sự ngu ngốc của nhóm, chúng ta lẫn lộn với sự cuồng điên và kinh nghiệm thực sự. Nên điều quan trọng là bạn phải nghĩ rõ ràng về bản thân và thức tỉnh khỏi cơn điên đó. Thiền có nghĩa là rời bỏ bầy đàn và tự đi trên đôi chân của mình. Thứ năm, gửi người mà suốt đời chỉ biết có tiền và tiền. Hạnh phúc và bất hạnh của con người không chỉ tùy thuộc vào tiền. Nếu con số trong tài khoản tín dụng của bạn là thước đo lường hạnh phúc thì sự việc sẽ đơn giản xiết bao. Tuy nhiên, thực sự nó không phải thế. Đừng quá tiêu cực khi bạn bắt đầu nói là bạn cần tiền để sống. Trong thế giới này, bạn có thể hoàn toàn sống tốt mà không cần đến sổ tiết kiệm. Một số người khác thì nghĩ rằng họ quan trọng bởi vì họ có tiền. Người khác thì cho mình quan trọng vì đã đạt được giác ngộ. Nhưng cho dù bạn thổi phồng tấm da thịt này bao nhiêu, bạn cũng không thể biến mình thành cái gì cả, ngoài việc trở thành ma. Thứ sáu, gửi người thích có nhiều tiền, tình yêu, chức vị và danh vọng. Si mê có nghĩa là chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, còn kẻ trí nói, dẫu có gì xảy ra, tôi vẫn là tôi. Một lần viếng thăm một mỏ than, có lúc đang đi xuống, bạn có cảm giác như thình lình bạn lại càng trở nên cao. Cũng giống như thế, khi suy nghiệm về cuộc đời mình, hình như chúng ta luôn sai lầm khi lầm tưởng rằng những con số luôn thay đổi là tổng số. Thứ bảy, gửi người muốn thấy kẻ thù bị đeo đứng. Chúng ta thường nghĩ không biết ở đây ai thực sự là kẻ hay hơn, nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều tượng hình từ cùng nắm đất đó sao? Mọi người cần ngồi chôn chặt xuống chỗ không có tốt hơn hay xấu hơn. Suốt đời bạn đã là kẻ điên rồ khi nghĩ rằng thực sự có tôi và người khác. Bạn đã làm đủ trò để nổi bật trong đám đông, nhưng trong thực tế thì không có bạn hay người khác. Phật Pháp có nghĩa là liền một mảnh, vậy thì đường biên nào chạy giữa bạn và tôi? Dần dần tất cả chúng ta đều hành xử như thể có đường biên chia tách bạn và thù. Chúng ta đã quá quen với cách suy nghĩ đó, ta tin rằng đường biên đó thực sự hiện hữu. Gửi người đang đau khổ vì bị lường gạt. Tất cả chúng sinh đều lầm lạc, xem hạnh phúc là cái đưa đến bất hạnh và than khóc vì một bất hạnh hoàn toàn không phải là bất hạnh.
Tất cả chúng ta đều biết là một đứa trẻ đang khóc có thể biến nước mắt thành tiếng cười khi bạn cho nó cái bánh. Cái mà những kẻ phàm phu như chúng ta gọi là hạnh phúc cũng không hơn thế bao nhiêu. Đôi lúc bạn cần phải tát vào mặt mình để tự hỏi một cách nghiêm túc. Những điều bạn được hay mất có thực sự đáng được bạn gieo hò hay than khóc như thế hay không? Sớm muộn gì mọi người cũng bắt đầu chỉ nghĩ cho riêng mình. Bạn nói tốt quá, nhưng cái gì tốt, nó chỉ tốt cho bản thân bạn. Thế thôi. Người có nhiều ham muốn rất dễ bị lường gạt. Ngay cả những kẻ lừa phỉnh đại tài nhất cũng không mong được gì từ những người không có lòng tham muốn. Thứ 9. Gửi người lận đận trên đường công danh. Khi đã chết và bạn nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy những thứ này không đáng chi. May mắn hay rủi ro, tốt hay xấu, không phải tất cả đều như bạn nhìn thấy, cũng không phải giống như bạn nghĩ. Bạn cần phải vượt lên trên may mắn hay bất hạnh, tốt hay xấu. 10. Gửi người luôn than thở rằng mình không có thời gian. Mọi người đều than phiền là họ quá bận rộn, đến nỗi không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính là ảo vọng khiến họ bận rộn. Người hành thiền luôn có thời gian. Khi bạn hành thiền, bạn có nhiều thời gian hơn bất cứ ai ở trên thế gian này. Nếu không cẩn thận, bạn đang làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà cũng tíu tít khi mổ thức ăn. Nhưng tại sao? Chỉ để bị người ta ăn thịt. Người ta có thể tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong một cuộc đời, khó có thể tính toán. Ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Chỉ dạo một vòng trong công viên cũng đã có bao vọng tưởng hiện ra trong đầu. Vậy đó là ý nghĩa của bận rộn. 11. Gửi người đang mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hãy tĩnh lắng và rồi mọi thứ sẽ tốt thôi. Ta chỉ cần một sự gián đoạn ngắn. Làm Phật có nghĩa là một sự gián đoạn ngắn từ làm chúng sanh. Làm Phật không có nghĩa là phải đi từ chúng sanh lên. Loài nào đứng trên mặt đất mà không đi tới cũng chẳng đi lui. Bạn có biết là con gì không? Là con cừu đá với con cọp đá đấy. Trước sau gì chúng cũng mệt mỏi khi phải kình chống nhau. Con cừu đá không nhúc nhích, con cọp đá cũng không nhảy chồm lên vì đói. Điểm mấu chốt là đó. Hãy đối mặt với sự việc vượt lên cả suy tư. Chúng ta được gì khi thực sự nắm bắt sự vật như chúng ta đang là? Vượt lên sự suy tư. Vượt lên sự suy tư không cho phép nó tự suy tư. Dẫu bạn có nghĩ thế hay không, sự vật vẫn luôn đơn giản như chúng vốn có. Tất cả mọi pháp đều trống không, có nghĩa là không có gì để chúng ta can dự vào, vì không có gì thực sự xảy ra. Chưa từng có gì xảy ra, bất chấp những gì đang xảy ra, đó là trạng thái tự nhiên. Ảo tưởng là đánh mất trạng thái tự nhiên này. Thông thường chúng ta không nhận ra được trạng thái tự nhiên này. Chúng ta che giấu nó với một điều gì khác, nên nó không còn tự nhiên nữa. 12. Gửi người với tâm bấn loạn đang cố hết sức để được tâm an. Tâm bạn không an vì bạn đang chạy đuổi theo lý tưởng của một tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó là đi thụt lùi. Hãy theo dõi tâm trong từng giây phút. Dẫu nó có loạn động đến thế nào, ta chỉ có thể đạt được tâm an lạc rộng lớn khi thực hành với tâm loạn động này. Bạn hãy suy ngẫm thật nhiều về 12 chân lý mà dòng chảy cuộc đời vừa chia sẻ nhé.
Đừng bỏ lỡ những video bổ ích khác trên kênh Dòng chảy cuộc đời bằng cách nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo bạn nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.